mặt trên rất là đẹp, vân rất là đẹp luôn các bạn. Đây này, vân đẹp chưa? Đấy, toàn bộ ở trên mặt này là gỗ liền nạc đẹp với một cái màu gỗ đồng bộ. Đấy, màu nâu xen lẫn những cái đường vân gỗ màu sáng. Đây là đặc điểm đặc trưng nhất của dòng gỗ Cẩm Hồng. Hello, xin chào các bác. Không biết là các bác có thích chơi một tấm sập chiếu ngựa theo phong cách tự nhiên, tức là để phe cạnh như này không? Đấy, cái ưu điểm của tấm này các bạn, thường những cái tấm để phe cạnh này ấy, là những cái tấm bìa rất nạc và vân của nó sẽ thường có màu nó đậm hơn, đẹp hơn. Thứ hai là cái những cái tấm bìa như này nó có một cái phong cách gì đó hoàn toàn là tự nhiên, tức là ở cái cây nó như thế nào mình sẽ để nguyên như vậy luôn các bạn. Rất là hay. Rất là hay. Thứ ba là khi mà để phe cạnh như này ấy, thì cái giá thành của nó cũng mềm mại hơn so với những cái tấm vuông vắn. Bởi vì là nếu như cắt vuông vắn ấy, ví dụ như cái tấm này thì mình phải cắt như này các bạn, vuông vắn thì gần như là loại bỏ 5 đến 7 phân, hai bên là mất khoảng 14 đến 15 cm rồi các bạn. Đấy, thì mình sẽ được thêm cái độ rộng ở trên mặt này mà giá thành của nó sẽ mềm mại hơn các bác nhá. Đấy, rất là hay như vậy. Đây là một tấm Cẩm Hồng, mặt trên rất là đẹp, vân rất là đẹp luôn các bạn. Đây này, vân đẹp chưa? Đấy, toàn bộ ở trên mặt này là gỗ liền nạc đẹp với một cái màu gỗ đồng bộ. Đấy, màu nâu xen lẫn những cái đường vân gỗ màu sáng. Đây là đặc điểm đặc trưng nhất của dòng gỗ Cẩm Hồng, rất nổi, rất đẹp. Rất là sang luôn các bạn. Bộ này mà để trong nhà thì tuyệt vời luôn. Ở đây là cái phần đầu của nó các bác này, gỗ liền nạc luôn. Đây các bác nhá, em Chiến chia sẻ các bác luôn là tấm bìa này nó rất là đẹp. Đấy, thường là nó đẹp các bạn. Và tấm này cũng đẹp thật các bạn. Đây này, đây các bác thấy chưa, vân của nó đây. Đấy, vân của nó đây. Kéo liền này nha, kéo, bắt đầu kéo đây. Đấy, còn đây là những cái đường tom gỗ này các bác này. Đấy, tom gỗ này. Đấy, tom gỗ này. Các bác thấy không nhỉ? Đấy, gỗ liền nạc đẹp luôn. Tấm này đẹp lung linh các bác. Phần đầu bên kia cũng như thế các bác nhá. Bây giờ em Chiến sẽ đo một vòng để cho bác xem. Thành có thể đi vòng quanh để cho các bác dễ hình dung Thành ạ. Đây là phần bên cạnh. Cho các bác xem, đây là phần bên cạnh ở đây các bác ơi. Đây này, các bác nhìn thấy chưa? Đấy, đây là phần bên cạnh của nó này, phần bìa này. Đấy, phần bìa này. Đây là phần rác của cái cây này. Để nguyên luôn. Nó rất là hay như vậy. Có nhiều bác là không thích chơi kiểu này, nhưng mà có nhiều bác rất là nghiện cái phong cách kiểu này các bác. Đây nhá, phần đầu đây cũng liền nạc luôn các bác nhá. Vân chữ C luôn nhá. Vân chữ C đẹp luôn. Đẹp luôn. Đấy. Ok không? Bây giờ sẽ đo để cho các bác xem. Rất là đẹp. Nói chung là tấm này xứng đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Dài là 3m15. Dài 3m15. Rộng là 1m7. Dày là 18. Em Chiến đọc lại các bác nhá. Dài là 3m15, rộng 1m7 và dày 18. Đấy. Chất liệu là gỗ Cẩm Hồng, nạc đẹp. Đấy. Tấm này là phe cạnh. Hôm trước thì có review nó thô để cho các bác xem rồi. Nó cũng rất là đẹp. Các bác có thể xem lại cái video đấy các bác nhá. Ok không các bác? Nếu như các bác đang quan tâm tới một cái bộ như này thì có thể liên hệ tới anh em sưu tập gỗ, hoặc có thể comment chữ OK Chiến ở dưới các bác nhá. Số điện thoại thì anh em để ở trên màn hình, các bác có thể alo trực tiếp hoặc nhắn qua Zalo. Ok, rất là cảm ơn các bác đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại.